Ok, anh có pass rồi. Gửi cho em nhé. Anh gửi cho nhà ngay Ừ, đây gửi ở trên Face nhá, vẫn như hôm qua thôi. Đó. đấy, bác cũng giống như cái tàu ông bay luôn nè. Ờ, hơi khác tí. Ngắn hơn tí. Rồi, ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với trực tiếp game. Ôi giời ơi, sorry anh em một tí vì lúc nãy tôi mải setting stream thành ra là không nói gì. Bây giờ xong hết rồi, bây giờ bắt đầu vào được phòng rồi. Đấy, như anh em đã biết thì ngày hôm nay sẽ là ngày thi đấu thứ hai của giải đấu Perfect Couple, hay là dịch ra tiếng Việt là cặp đôi hoàn hảo, giải đấu PUBG Duo chế độ góc nhìn người thứ nhất đang được Cube TV tổ chức. À, diễn ra trong 2 ngày, ngày hôm qua và ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng rồi và tôi sẽ cùng với cả mèo 2K4 sẽ là cặp đôi cố gắng săn cái giải. Nghe lúc nãy được thông tin mật báo từ mèo thì team bọn tôi hiện tại đang xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp, mà theo như luật của giải đấu lần này thì chỉ cần dưới top 10 là đã có tiền rồi, đúng không em? Dạ đúng Từ top 4 đến top 10 là có 1,5 triệu em nhỉ. Ôi giời ơi, 1,5 triệu có vẻ hơi ít, đáng lẽ phải là từ top 4 top 10 phải được 1,5 tỷ. Triệu rưỡi thì nói chuyện làm gì. rưỡi người ta sợ người ta kiểu lấy được khó ăn kia quá cho nên chắc là triệu rưỡi Đấy, căn bản là do dễ tôi là mèo hôm qua bắn có mấy trận coi như là bị top cao quá, top 19 với lại top 20, thành ra là nó kéo xuống. Nhưng hôm qua có một top 1 rồi mà cuối cùng vẫn xếp thứ 9. Hôm nay chúng ta cứ làm 3 cái top 1 thôi em ạ, cho nó nhẹ nhàng. ok em được bốn em cũng được không sao hết á mà không ngại Vì mèo của ông dẻo để delay đi không bọn nó soi stream tội mèo. Ủa này, soi stream mèo nó còn lâu cơ. Anh em chưa biết là mèo hôm qua bị soi stream mà vẫn bắn top 1 à? Soi không soi được đâu, thật với anh em luôn. Trình gì mà đòi soi được mèo em nhỉ? Cả mà một anh cần anh chia cái mát lại là được không? Chia cái anh che rồi, anh che rồi. mát. Ủa anh che bằng cái hình đẹp lắm. Ok, Ừ, anh dùng chụp chim rồi á. ừ. Anh soi chim rồi. Sorry anh em, bởi vì là anh em nghe giọng của tôi nó hơi khê một tí. Lúc nãy mèo cũng bảo với tôi là hôm nay nghe giọng còn khàn hơn ngày hôm qua. Bởi vì là ngày hôm qua đây, tôi nói thật với anh em là như này, hôm qua sau khi mà livestream giải đấu này cho anh em xong là lúc đấy là 10 giờ. 10 giờ xong livestream K1 chơi game kinh dị là đến 11 rưỡi. Xong 11 rưỡi chơi tiếp, livestream stream tiếp Fornao 4 đến đến 1 rưỡi. Đến 1 rưỡi thì phải, 1 rưỡi là 2 giờ. Sau đấy thì ngồi đợi upload cái clip mà bắn cùng với mèo ngày hôm qua lên, là upload đến 6 giờ sáng. Nếu như là đúng chuẩn là 5 rưỡi sáng hay 6 giờ sáng mới upload xong. Sau đấy mới ấn nút xuất bản lên trên kênh. 6 giờ sáng, tức là từ 6 giờ tối hôm qua đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, 12 tiếng đồng hồ ngồi trước cái máy khốn nạn.
Sau đấy tôi còn chat vào thằng đàn ốc, tôi bảo thôi tao đi ngủ rồi, tao mệt lắm rồi, tao không chat mày nữa, tao đi ngủ. Thế xong rồi định đi ngủ thì sáng ngày hôm nay lại có việc, thế là cuối cùng cả buổi sáng không 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 ngủ được, có mỗi buổi chiều ngủ. Thành ra là ngủ mê mệt từ lúc 12 rưỡi chiều đến tận lúc nãy là lúc 5 rưỡi bắt đầu mới mò dậy. Tí nữa thì dậy thì ngủ quên. May trong mơ thế nào lại mơ về mèo. Thế là đúng cái lúc ấy ấy thì bật dậy. Thế là nhớ ra là à nhớ ra là à còn cái giải đấu đang chờ mình. Bay ra bật ngay máy lên. Đấy khổ. Thế có khi nào anh mơ thấy nhiều thằng cú có gai không anh? Sao anh bật dậy liền? Không, rất là xinh đẹp vẫn như ngoài đời đấy. Đấy nhưng mà tôi thì hôm nay vẫn trưa nay thì được cái là trưa nay ăn no, trưa nay ăn khá là no. Mèo thì bảo là lúc nãy vừa mới ăn linh tinh rồi. Thế chắc là thằng Đức nữa nó còn có. À đây rồi, start make making rồi em ơi. Ngon rồi. Bắt đầu rồi. Trận đấu tối nay sẽ lại có 4 trận đấu giống như là tối ngày hôm qua. Sẽ có 4 trận đấu tất cả. Và với việc khởi động nhanh như thế này tôi nghĩ là sẽ rất là ok rồi. Ngày hôm qua mà nếu mà anh em còn nhớ là đến tận 6 giờ 40 mới bắt đầu thi đấu. Còn hôm nay mới có 6 giờ 20 thôi, tiết kiệm được đến 20 phút. Rất tốt. Ok, vẫn là cái map săn hút ngày nào. Ngày hôm qua ấy. Không, nhưng mà anh nói thật với mèo như này này. Cái hồi đầu tiên mà cái map nó ra, anh ghét cái map lắm, anh không thích chơi cái map đâu. Nhưng mà sau khi bắn cái map này hôm qua, anh bắt đầu cảm thấy thích thích cái map này rồi đấy. Dạ, map này không hả? Dễ quá đồ á. Thực ra trước đây thì anh chỉ thích mỗi một cái loại map thôi. Nhưng mà bây giờ thì anh bắt đầu anh thích nhiều loại map hơn. Còn trước đây thì thật là anh chỉ thích mỗi một cái loại map thôi. Còn giờ thì đây là cái map thứ hai mà tôi ưa thích. Chứ còn cái map sa mạc tôi rất ghét. Đấy, map sa mạc anh ghét lắm bởi vì nó rất là xa mà chơi nó cảm giác rất là nóng nực ấy. Em có công nhận là em chơi cái map sa mạc cảm giác nó nóng nực không? Nhìn đó, nóng mắt không ạ? Ừ. Chói. Ừ, chói mà nó cảm giác nó mệt mệt ấy. Kiểu nhất là hôm nào đấy mà trời nó nóng nó oi chẳng hạn mà thôi mà chơi thì cái map đấy thì ngang với lại. Bay ơi. À đây rồi. Mèo đã chấm ngay rồi. Rất tốt. Nhiều khi tôi nghĩ rằng anh nghĩ này mẹ, có khi là chúng ta bắn theo kiểu thuận tự nhiên khéo nhiều khi lại được top cao nhở, giống cái trận ngày hôm qua ấy. Dạ. Cha tính toán đéo gì, thậm chí còn xác định là hô solo. Ừ. Cuối cùng lại được top trong khi tính toán nát nước nát cái thì có được cái gì đâu, cho nên là trong này là người tính không bao giờ bằng trời tính cả. Chỗ này có vẻ không có thằng nào rồi em ạ. Có mỗi đôi mình ở đây thôi. Có một đôi ở cạnh đấy ạ. Thế à? Dạ. Thằng nào bố lao thế? Bố lao quá. Chỗ này chấm với nha, đôi ở bể lắm. Ôi đã đánh nhau rồi kìa. Khiếp, mình còn chưa hạ cánh xuống, đã nhặt súng bắn nhau rồi, sợ thất. Ôi, thi đấu nghiêm túc. Ôi, anh vào sống chưa? Anh có nhiều máu lắm. Anh có 2 bịch máu rồi. Súng anh có rồi. U con nhà bà Di rồi. Máu quá trời máu luôn á. À, ok.
Họ lấy cổ QBB của anh không nghe đó. Ở QBG đó, anh lấy đó. Em bắn đi em cứ thoải mái đi, em đủ súng chưa? Dạ, mấy đủ rồi, anh đấy. Đâu súng gì rồi? Không hiểu làm thế nào nó vào, đã đủ súng rồi, kinh. Không hiểu chứ gì nào. Nó đẻ trước mặt đấy, đàn lòng nó lấy thôi. Cái game này nó có một cái sự như kiểu là nó cố tình nó nâng đỡ cho thiên vị cho những người bắn giỏi hay sao. Rất bực mình. Không, bé ăn ở tốt đó cho nên nó có súng á. Anh có M416 rồi. Trong đó để xung xung hồ bắn nó dễ, để đơn bắn nó dễ cũng được. M416 mà bắn đơn á? Dạ. Ôi vãi. À, M4 mà mấy tưởng M16. M4 bắn này luôn á. Ôi dồi ôi, nhiều máu lắm. Ra đây anh đưa cho máu này. Anh ở đây anh có đến 3 bịch máu to. Ra đây anh đưa cho. Dạ. Máu của anh là biển cả mẹ luôn. Bản UMP làm gì anh em? Thôi bỏ UMP, UMP biết làm gì. Bản cái khẩu đấy yếu bó mẹ. Ôi Tâm đã vừa mới còn knock out một thanh niên rồi. Mèo đi lút nhanh thế. Nêu một tim mà. Anh cứ can ăn theo bé nhá. Bé sợ rồi gọi anh. Bé sợ ăn rớt đó mất con gái bắt mất tiêu. Đây đây đây, anh đang chạy theo em đây. Giờ đây anh đưa cho máu đã. Dạ dạ. Ờ cứ đấy đi. Anh đang chạy đến anh đưa máu đây. Đây, máu của anh biển cả mẹ luôn thật. Có người chạy nè. 320 á, chạy chỗ dốc này nè. Thế à? Dạ. À, mình chưa đuổi em. Thật bắn chết đi. Té. Té à? Sao lại té là thế nào anh tưởng? Anh chạy em, chạy em. Ôi mèo đi đâu mình đi theo đấy thôi. Vai trò phù hộ của team thì tôi cũng không quan trọng mạng sống của tôi lắm. Chết càng sớm thì mèo càng được phù hộ càng lâu thôi. Không có vấn đề gì cả. Anh em cứ yên tâm. Nhắc lại là team của tôi sau ngày thi đấu ngày hôm qua đang xếp thứ 9 nhá. Đang xếp thứ 9. Và thứ 9 ở trong này thì chúng ta sẽ có được chúng ta sẽ có được một cái tiền thưởng, đó là 1,5 triệu. Đương nhiên rồi, với cái khoản tiền bèo bọt như là 1,5 triệu, đương nhiên tôi sẽ lấy 1,4 triệu và 100k để cho mèo. Không có nói nhiều. QB TV bây giờ bắt đầu vào trận á, delay lâu nhở. Khiếp. Anh ơi, có 4 nè. Đây đây đây, ra đây ra đây, đưa máu cho đứng yên đây. Dạ. Đấy. Có 4 rồi. Đang đây đây đây. Anh đây đây, lại đây. Có 4 à? Cốp 4 để làm gì? Giờ thì cốp 4 để làm gì? Cũng không để làm gì. Cốp để làm gì? Rồi, nha. Sao? Em nhìn thấy súng của anh có cái gì chưa? Súng của anh còn có một cái gì nó xanh xanh nó chiếu ra ấy. Tia laser. Đó, cái tia laser. Nó hiển thị đường rẽ nè. Quá kinh luôn. Ơ sao lại như thế hả em? Thế sao cái tia laser lại không chiếu vào đúng cái điểm cái điểm dấu cộng mà nó lại chiếu ở tít tận đằng dưới dấu cộng là như nào? Lại bay ra em xuống đó. À. Xuống 230 em, nhà nhỏ 230 có cái nhà á, đừng lấy cái cây nha. Rồi. Theo bé. Ôi dồi ôi. Nó đâu đây? Trên này á. Đâu em? Chắc bỏ đi anh, bỏ đi anh, bỏ đi anh. Bỏ đi đi. Bỏ đi anh, chạy đi. Chạy à? Chạy đi. Ôi dồi ôi. Nào. Lăng ba vi bộ. Ai. Không thể kịp nổi, vừa vào đã chết rồi anh em ạ, chết nhanh vãi cứt.
lại số 19 trên 24. Phim khác nữa. Ờ đúng rồi, tôi quên mất cái điều là không được quay mông ở phía kẻ thù. Ờ, chị ra là phim khác anh. Thiệt luôn á. Ôi khiếp, nó bắn kinh thế. Ôi ôi mẹ, bọn này nó là thánh chứ đâu phải là người. Nó bắn ghê phải cứt. Ôi giời ơi. Mèo quả đấy là tưởng là chỉ có một tim ở cái chỗ nhà kia đúng không em? Dạ, cái bé đẩy ra luôn á. Ôi giời ơi đấy. Phong cách hơi kiểu giống Tuyền chó điên, dễ đi lắm. Anh bảo với em rồi mà, bảo em không phải là vị trí phù hộ của team đâu, em chết trước không có một cái tác dụng gì đấy. Đại chết trước không giải quyết vấn đề gì. Tại xong giết được phòng nữa. Rồi nhớ rồi, không bao giờ quay lưng lại về phía kẻ địch, nhớ rồi. Nào mình làm trận em nhở? Hãy vào luyện tay cái okay. Cho nó. Anh mời về đi. Rồi anh mời rồi. Vào làm trận. Cứ chỗ nào giao tranh nhiều. Chỉnh mát không anh? Chỉnh mát. Nó sạn húc rồi mà, sạn húc rồi. À nhớ chắc em bị lỗi. Cứ chỗ nào giao tranh lớn nhất la vào cho anh, không có nói nhiều. Để anh còn luyện tay. Ok. Có như chuyện nào mình nhém hả? Ừ. Đập nó lên. Chết rồi anh em ạ, chết rồi. Xếp thứ 19 trên 24 đội. À đấy hả? Ok, được rồi. Sắp tới có giải đấu gì khác không em nhỉ? Dạ, chưa biết luôn, chưa thấy thông báo gì. Chỉ có khoảng 2 thằng nhảy xuống ngoài thôi em ạ. 2-3 thằng, có 3 thằng. 3 thằng nhảy xuống đây thôi. Quá đơn giản. Nhiệm vụ sẽ hoàn thành nhanh thôi. 4 thằng, 3 thằng. Thôi sang bên mèo ngay. Đáp sang bên mèo ngay. Một súng ta. Thôi thank you anh em. Nó bắn. Bắn anh tèo mày. Mày quá. Khiếp, may mắn chạy nhanh. Để nó cho anh. Nó chết rồi. Chết rồi. Thằng bật dậy. Em chạy ngoài này, có phải mình nào? Em cứ thoải mái tiến hành đi. Ok. Em mặc áo xanh chuối anh ạ. Thế à?
Hiệp Nguyễn JP. Đã lại có thêm một headshot rồi. Vãi cả trường. Ăn xong trượng mình đi nè. Xong rồi. Anh các thứ ngon nghẻ hết rồi. Khá ngon. Ngon đi ạ. Đi qua bên kia đông vui lắm. Mẹ sao cái bọn này nó nghèo đói vậy? Cái gì đây? Ui dồi ôi. Thank you em. Hả? Em kêu Thanh, thank you em. Đấy, đấy, lại cờ knock out rồi. Yêu hiêu. Lại chết, đấy, lại một thằng nữa lại chết. Đéo hiểu luôn. Tôi chỉ có đi theo rồi. Đếm xác thôi chứ không phải làm cái việc gì khác. Quá kinh. Nãy mà anh em mình bắn chậm chút lấy tay đi. Trận này sẽ phải lo nữa anh em. À. Làm bắn bên nhà đỏ nè. Kiểu mèo đúng kiểu phong cách, mẹ thấy địch ở đâu là đã thấy leo trên kia rồi. Làm nào chạy nhanh thế nhở? Để có nước á, nên mình phải chạy nhanh hơn anh. Chạy như ngựa. Chuyện gì vừa xảy ra đây? Ôi nạn. Ôi ôi khiếp, bắn nhanh quá. Anh chết rồi. Anh đã rất cố gắng. AK anh ngay với tốc độ có thể nói là 3 tỷ phút trên giây nhưng mà nó vẫn giết được anh. Mày này. Ôi, giết ta mày. Nó biết phải. Lúc xa là đặt thứ nghèo nhất thế kỷ luôn á. Chết mẹ luôn ạ. À. Mẹ đéo hiểu, một quả lựu và thanh niên kia chết ngay. Đéo thế hiểu đời thế nào. Sao vào tay mèo nó xử lý đơn giản thế. Mình dụ chút á. Sợ thật mẹ. Vai trường. Bạn này đâu? Trời nó bỏ. Ôi giời ơi. Thế này là thế đéo nào? Tại sao xem người ta bắn theo mèo bắn mọi thứ nó easy vãi cả cứt vậy. Mẹ đấy giờ phải 10 kill mẹ rồi chứ. Chưa, 17 à? Đấy. Em có biết là kỷ lục cả đời anh bắn con PUBG mới được 10 kill không? Thế mà em vèo 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 cả đã 7 kill mẹ rồi. Con này đông quá. Đấy, đấy, đấy. Nhìn nữa đấy. Phong cách bắn nó vãi đáy chưa? Phong cách bắn phải nói là vãi cả cứt. Thanh niên kia bị găm găm hai phát vào đầu chạy. Chạy đấy. Kinh thật. Bắn lại còn nhấp 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 nữa chứ. Khiếp. Rồi. Đấy, đấy, đấy. Đấy. Vô đây. Đấy.
Nấp sau tảng đá. Đó, nó vậy vậy. Ôi rồi ôi khổ. Tôi thấy thương cho thanh niên kia. Anh tưởng có knock out rồi. Còn cứ một tim hai, một tim hai. Nhìn Đặng thanh. gì hả? Ôi người thằng này rất ma trận mẹ rồi, tránh đạn như đúng rồi, khiếp. Đạn toàn clear xung quanh người. Anh em à, anh ship cho mọi người chai kem 502 nhận mát anh. Ôi giời ôi khổ. Ôi giời ơi. Ôi trời ơi. Có Cả gì? đời tôi phấn đấu mới được Ui, một trận 10 kill thế mà vào tay mèo nó cứ như kiểu là ăn ra ngoài coi siêu thị mua cái bánh ăn thì chả có một cái áp lực đéo gì, trong khi trước mình tính từng mạng một. Vâng, 10 kill cứ như là nhẹ, cứ như tựa lông hồng. Ôi giời ơi. Thật. Mèo anh bảo em đừng đặt tên là mèo 2K4 rồi, em đặt mẹ là Shroud 2K4 ấy. Làm ăn kiểu thế đấy, mai mới đổi hết mấy tụi thải thính này. Thấy nhục không anh, nhục không về đâu hết nỗi nhục. Không, nhưng mà ngoài cái sự nhục ra lại còn cảm giác vinh dự khi được bắn cùng với mèo một bạn gái bắn. Tôi thật với anh em, so sánh trình mèo cả pipi tôi nghĩ là cũng 1 9 1 10 thôi. Không, mẹ phải mua chuộc về cái này thôi. Không, Mua chuộc là đứng trước hè cho bạn hết anh rồi. nhìn là anh thấy em với cả pipi có vẻ là trình độ là có vẻ ngang nhau đấy anh em ạ, cũng 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 ngang kiểu như vậy. Tâm thì là có thể là vượt hơn rồi, bởi vì là bạn ấy là tuyển thủ chuyên nghiệp, bạn thi đấu ở bạn rèn luyện ở game home à, ở gaming house thì có thể là nó vượt trội hơn. Thứ hai là bạn ấy cũng là nam nữa thì nhiều khi nó có những cái thuận lợi hơn so với nữ, nhưng mà mèo với cả pi tôi nghĩ là ngang. Không, chị mới bắn nghe á. Chị mới bắn hay á. Nó bắn lại đâu. Chị nó trốn hết rồi anh ơi. Hack con này thì bây giờ nói thật là rất là khó để chống hack được, bởi vì là cứ mỗi một cái bản chống hack nó ra thì cái bản hack nó sẽ lại cập nhật thêm thôi. Nói chung là chơi game nào bây giờ chúng ta phải chấp nhận hack thôi anh em ạ. Cái vấn đề ở đây là nhà phát hành, à nhà phát hành người ta xử lý với lại bọn hack như thế nào, thì tôi thấy là bên lỗ xanh nó cũng ban game thủ hack liên tục mà. Bé cũng report được mấy thằng. Thấy coi như là nó ban tính từ hồi con pup này ra đến bây giờ nó ban phải đến hàng triệu tài khoản rồi, nhưng phải ít đâu. Nhưng mà một phần là do giá game rẻ quá, thành ra là giá game nó hơi rẻ, thành ra là nó dễ mua. Chứ thử như con of duty à. Thử như con of duty black ops 4 900.000 gần 1 triệu xem.
Ui ui. Cái gì vậy? Ca. Nó này mày đừng yên luôn, thằng ca nó bắn trúng luôn à. Thì thằng quỷ sứ à. Sao em biết là nó bắn em? Đó. Khi nghe tiếng đạn á. Thế à? Sao em nghe được tiếng đạn giỏi đấy, chả biết đéo lúc nào đạn nó bắn mình, khổ. Hay là bọn em chỉnh âm thanh nó như thế nào nhỉ? Hay là do anh trước giờ anh dùng tai nghe phò quá, em dùng tai nghe gì đấy? Dạ, yeah, bé thầy không mic. Sao mic gì á? Có là nếu mà nhỏ có những cái tích âm lên một xíu nữa, to hơn, dễ nghe hơn. Ai sẽ là người được chọn? Chết hết rồi, nó bị thắm nhỉ? Đấy, đang lăng ba vi bộ đấy. Đấy, lăng ba vi bộ đấy. Lăng ba vi bộ đấy. Vào training mode luyện sấy á. Training mode là cái gì? Chế độ tập luyện á. Mình vô đó mình bắn cũng có người rồi cũng có bia. Bắn với bot à? Dạ không, người luôn á. Người với lại mấy cái bia các thứ. À thế à? Ờ. À. Bây giờ mình biết đấy. À thế à? Ờ nhở, ờ, bây giờ thì thôi thì bỏ thời gian ra mà luyện thôi chứ còn đéo nữa. Không, nhưng mà cái nói thật với anh em là luyện khả năng bắn nó là một chuyện. Cái này tôi nghĩ là cái quan trọng nhất là thứ nhất là cái cảm giác về không gian phải rất tốt. Mèo, anh mà đoán chắc là em mà học hình học không gian thì em giỏi lắm. Bởi vì là các bạn mà bắn ở đây thực chất là bạn cái cảm giác về không gian của các bạn ý. Không gian xung quanh nó như nào là rất là chuẩn với cảm giác không gian đến việc thứ nhất. Thứ hai là khả năng nghe. Mấy cái đấy thì có vào training cam rồi không thể nào tập được. Bắn nó chỉ là một chuyện. Anh ơi, chừng nào xong xong trận, anh coi chừng nào xong trận nhá. Ờ, anh em theo dõi giúp tôi là xong trận báo bọn tôi rồi nhá. Không, là không biết. Xong người ta lại nói mình vô trận cái thứ. Ôi dồi ôi, lần này thì nó mẹ trúng rồi. Trời ơi, nó bay cái mũ của nhỉ. Sao em biết là em bị bay mũ? Chắc, nó đổi áo cho mình ăn. Ơ thế à, đâu? Dạ, anh nhìn cái mũ của mình màu đỏ không? Đó, là nó sắp bay rồi. Nó sắp rụng rồi. Bãi lâu mẹ. Có nhìn không? Mẹ. Nó có hộp. Không, nhưng mà anh nói thật với em là anh không thể hiểu tại sao mà em đứng ở đây em có thể nhìn thấy cái thằng này nó ở kia được. Anh nói thật, mắt bọn em không phải là mắt bình thường nữa rồi. Mắt toàn mắt cú vọ. Nhìn nhiều nó quen à. Chắc chắc vô mình đổi trận thôi chứ phải sợ vô. Ui, vô rồi anh ạ. Rồi chưa? Dạ, đang bắt đầu rồi. Ok, start matchmaking rồi. Không, nhưng mà tôi thật với anh em cái ảnh vừa rồi cũng ngang mèo thôi. Không hơn đâu. Hôm qua 20 tháng 10 em được người yêu tặng quà gì em? Dạ không có. Ơ, mẹ, cái gì? Thật á? Em mới tháng 10 là của phụ nữ mà. Phụ nữ mì thôi. À thế là chưa làm gì à? À, tốt. Được ạ. Đức, phát huy tinh thần Đức nhá. Được ạ. Được.
Ôi ôi. Hôm trước định hỏi câu này với mèo nhưng mà ngại bởi vì hơi riêng tư, không ngờ ngày hôm nay mèo lại tự tiết lộ luôn, rất tốt. Rồi đấy anh em. Số độc đắc luôn đấy. Đấy, ai coi như là gần mèo thì chạy khỏe đến mà cầu hôn luôn đi thì không phải đợi. Nhưng mà hôm nào rủ Đức bắn đi anh gấp còn rủ nó anh em dây với hùm mà còn vào rủ chẳng ngu chủ cho bắn ngu thế tại sao nó lại lọt vào mắt xanh của em bây giờ nó bắn thì bắn ngu thế thì vì sao bây giờ phải thì kiếm người bạn ngu hơn để mình bắn nói ăn chứ nó hay hơn à chứ không thế ra à sang được chơi. à thế chứ mình có chuyện lọt vào mắt xanh của mèo mà lại bắn lại gà được à có rất nhiều người tiết lộ tuổi của em rồi mèo như anh nhìn thấy năm sinh của em ở đây rồi lần này thì đừng có hòng lừa cái thằng này là 2K4 nhá không có thật thiết gì sất có khi là chúng ta phải thay đổi cách xưng hô thằng mèo anh sinh năm 2K2 mà em lại đấy chết ngon không có thằng bỏ mẹ nó xuống chỗ này rồi ô nhiều nhà thế thoải mái mà nút ngoài mấy con game này ra em không chơi mấy cái game nào khác đúng không mèo liên minh với lại ấy ra thôi đúng không Bé cũng kiếm mấy game lạ lạ chơi tại giờ này cũng chán mấy game này mà cũng chưa kiếm được. Chưa có ba lô ở em đấy, sao này anh cho này. Dạ dạ rồi, dạ đây rồi. Anh vừa nói cho cái nó sợ quá nó có luôn. Kinh lắm. Đi hả? Chúng ta nên nhặt cái gì đây? Ô không lúc mấy cái nhà bên à lúc hết chưa em Dạ, ôi, bé lưới à. vai trường mình một cái nhà còn chưa xong mà nó đã lút xong đến bốn năm sáu bảy cái nhà chưa hiểu đủ Nghèo quá. công nhận tốc độ nút của mèo nhanh thật có mỗi một cái nhà nãy giờ tôi nhảy xuống Có xe thôi. có xe à ok lút Chưa ngủ đầu nữa chứ. sợ lút đầu sợ đầu đau Đi rồi, bỏ đi hả? nó đang lái xe lam đúng À, không anh, dạ, xe chở heo á. Anh chạy nhanh nhanh nhanh, không bạn kêu anh nữa. Trên cái mũ nào? có gì em cần gì Dạ, em tìm mũ. mũ bên này này mũ một này ôi giời ơi thêm không bảo thiếu gì em mũ bên này có mũ một có giáp một có máu này sang đây mà lấy này Đây rồi, đây rồi.
Anh nói cho cái gì là nó ra hết trơn à. Ở đấy anh mà trình độ nó cao. Đi nha. Má công về đi, không gọi anh lại gái bắt mất tiêu. Đây. Dãy đất đây. Mèo lấy X4 không em ơi? Dạ có. Đây, ra đây anh đưa. Nè. Dạ, mày cảm ơn. Bo vào cái đảo nhỏ rồi. Ôi, bị rút rồi. Nhiều súng thế. La liệt. Thôi lấy M16 làm gì, khác gì AK này đâu anh em. Anh bán AK với gì á? À, anh bán AK với S12K. Đúng rồi, mấy bạn nói anh lấy M16 đúng rồi đó. Ơ đếp, tại sao lại ủng hộ chúng nó mà không bỏ anh? À quên, mấy bạn sai rồi, mấy bạn xin lỗi anh Dũng đi. Và anh lộn, mấy bạn sai là anh Dũng xin lỗi có người chạy bên sông nè. Ơ thế à? Chạy bên chấm á. Sao mà em làm nào mà em chấm giỏi nhỉ? Mở lên nhấp ra. Nhấp nút gì? Nhấp bằng chuột á. Insert cũng được. Insert là nhấp ngay chỗ mình đứng luôn. Ờ rồi. Dai cu te ne vừa dai. Hạnh tũng VIP Pro. 40 á. Chạy được. Pin nổ nắp à? Ờ anh nhìn thấy nó rồi, nắp sau cái nhà khốn nạn kia rồi. Em kìa, có thằng ở em ơi. Dạ. Có hai thằng ở trên hướng W. Cứ qua đây, bé chạy qua đây đã. Chỗ này trống lắm.
nay chồng bên bắn nó mình thua. Thế à? Đấy, tôi theo lời của huấn luyện viên mèo, chúng ta không nên bắn lộ chỗ. Anh có máu chưa? Quay quay về tư anh. Rồi anh có rồi. Có một first aid, một đống băng vệ sinh luôn. À đây, QBZ đây. Đây anh em thích không thích bắn khẩu này để tôi à thứ. Đấy. Còn ngay QBZ này là nó được so sánh ngay với khẩu gì hả em? Ngang tầm hả anh? Làm nó thua M4 một xíu á. À đấy, thế ngon rồi. Áo con nhà bà tô ngay. Anh cứ ngồi một chỗ nha. Ừ. Anh nằm cũng được. Điệt. Thôi chúng ta nên tuổi nhỏ làm việc nhỏ, không nên lao ra ngoài rồi lại. Anh mời chưa? Đó, anh chưa vào phòng nào ngồi luôn, không ai thấy anh đâu. QBZ là SKL. À, rồi ok. Đúng rồi, mát to nó đó. Các huấn luyện viên online trên kênh anh đang chỉ đạo liên tục. Nào là coi như là bật single, nào là bật auto khiếp các huấn luyện viên. QBZ để auto nha. Ừ, rồi anh để auto rồi. À, QBZ 3X còn AK để red dot. À. Ờ, anh bật AK nữa à? Ừ. Em có lấy AK không? Dạ thôi thôi. Cái AK để bắn xa nó mạnh hơn. Mất tiền thảo được hai cái đó. Ừ. Rồi. AK thì giật hơn, AK sẽ giật hơn đó. Rồi, tôi vừa lắp ngắm 3X cho QBZ rồi. Chết phải. À, cái chỗ này. Vậy thì anh bỏ auto đi nha. Nếu mà anh lắp 3X cho QBZ rồi, bỏ auto. Sao? Cái chỗ này thì quen đấy nhỉ? Ờ. Vậy thì anh để QBZ để auto gần cái đó, bạn dễ hơn á. Cái chỗ này cho AK sấy sợ sườn núi giống me lắm hả? À lại AK bật auto lên không rồi, được rồi, từ từ, có luyện viên online cứ bình tĩnh từ từ đã, cái làm gì mà bình tĩnh từ từ rồi, có mỗi người một phách kê theo ai. Thôi rồi, bây giờ cứ 5 giây lại đổi một lần nhá. Đây rồi, 1 2 3. Sao em lên trên đấy à? Thì em bảo là nãy em bảo là à lại mò lên trên đấy nằm. Ô thằng mất dậy. Ô anh ăn cừu á, nó bắn chết anh rồi, không kịp cứu em rồi. Mẹ M24 nó bắn tính chơi thế nào được. Khổ. Do anh mà bị phát hiện thì sao ấy. Lúc đầu em chạy trên đấy nó... Ôi dồi đây. Nó chạy ngay ở trên này mới đau chứ. Ôi dồi ôi. Hai thằng. Một thằng thì M24, một thằng thì M16 nó bắn. Biết nhưng mà tại cứ đang chạy xong rồi gặp người bị bắt đó, kiểu... Ok, rồi, không sao em ạ. Chuyện ván cũ chúng ta bỏ qua. Chúng ta tập trung vào ván mới. Chuyện cũ đã cũ rồi, chúng ta không nói lại nữa. Đấy.
Tinh thần sống là phải như thế, cứ chuyện cũ bỏ qua, chuyện mới. Cũng các bạn. Chuyện cũ chỉ là quá khứ thôi, đấy. Đức rồi sẽ chỉ là quá khứ thôi. Rồi chẳng may Đức nghe thấy thì bỏ mẹ. Chết, phải đùa được. Sorry Đức nhá. Không có gì. Hôm nay Đức không bắn thành ra là chắc là đang ngồi đây xem stream của mẹ. Đấy giờ tôi phải ăn nói, không dám nói gì, không dám cưa cẩm gì mèo cả, bởi vì sợ là Đức đang ngồi ở một đâu đó ở trước một cái một máy tính. Để nó ra, Đúng rồi, một cái nơi nào đó và đang bật stream lên và nghe. Không dám có bất kỳ một hành động coi như là bỡn cợt nào. Theo lời của mèo thì là bọn tôi hiện tại đang là top 12, 12 hả em? Alo? Lại đi tè rồi. Nè đây, đây nè. Mình đang là top 12 hả em? Dạ, 13, 13. À top 13, vâng. Dạ. Bọn tôi còn 2 ván nữa để cố gắng có thể nhảy vào được trong top 10 để có tiền. Số 13 không đẹp lắm nhỉ? Không sao, số 13 người ta nói thì thôi, số 13 vẫn là số son theo anh là như thế. Ok à. Chỉ cần mình tin là được đúng không? Mà cái khoảng cách giữa team của tôi với lại team xếp thứ 10 nó khoảng cách nó không quá xa đâu. Ván này mà top 1 một cái là thôi, yên tâm luôn. Không phải lo lắng gì nhá. Ván này bắn nghiêm túc đây này, anh em xem ván này bắn nghiêm túc. Nghiêm túc, tự tin và nghiêm túc. Đang top 13, top 13. Chỉ cần có một top 1 như anh nói cho mày biết nhé, top 1 ý là mình không cần phải quan tâm là mình xếp thứ bao nhiêu nữa, bởi vì là mình đã có 500 đô tiền donate nên là không phải lo. Và top 10 được có 1,5 triệu, trong khi top 1 cái được 500 đô, 11 củ, 12 củ luôn. Không phải cạnh tranh gì cái số ấy cả. Ok. Nói chung lúc nãy tôi cho anh em nghe một số bài nhạc ở trong cái list của tôi. Thường tôi không hay nghe nhạc ở trên Zing, mà tôi hay nghe ở trên nhạc của tui. Tại vì là từ ngày xưa đã nghe trên đấy rồi, xong rồi mình có một cái playlist trên đấy ấy. Sau này cũng ngại chuyển sang những cái nền tảng khác, thành ra là vẫn cứ dùng của nhạc của tui. Mấy bài vừa rồi là mấy bài đơn lẻ trong số khoảng tầm 3.000 bài trong list mà tôi hay nghe ở trên nhạc của tôi. Cứ thỉnh thoảng nghe mà đấy hay hay mình lại ép vào trong cái playlist. Lúc nào buồn lại dở ra nghe. Có thằng gần đây sao em ạ? Dạ có. Chưa chi nó đã kêu một tim rồi. Có đạn màu vàng á, đạn 7 anh kêu đấy nhá. Đạn 7, ok. Có anh bảo ngay. Nói thật nhưng mà với tốc độ loot của em thì anh chưa kịp tìm ra đạn ở đâu để em đã tìm ra rồi. Một đống nhà ở đây mà em loot Có gần nhanh. mình luôn á. Đủ chưa? Đồ đủ ngon chưa? Ô AK này. Dạ phải có. Lúc xong theo bé luôn nha. Ok. Ván này mèo bật mốt. Try hard rồi. Bật hát rồi. Từ từ anh xếp game cái đã.
thường thông thường tôi chơi là hay đến cái giai đoạn này là hay coi như là xếp game phát rồi chúng ta đi cho lành, tí chết ta lại hồi lại. Sao con PUBG nó không cập nhật cái hệ thống cái chế độ xếp game nhỉ? Mỗi lần chúng ta xếp tí vào chúng ta bắn là top 1 thôi. F5 để quick xếp, F9 để quick load. Đi ăn thôi. Thực ra anh em muốn nghe những cái bài nhạc, muốn nghe những cái bài nhạc hay, những cái bài nhạc cổ mà theo dòng list của tôi ấy, tôi khuyên anh em nên, nếu mà muốn gia nhập cái làng nghe mấy cái nhạc cổ như thế, anh em lên anh em search cho tôi 500 bài hát đứng đầu trong của tạp chí Rolling Stone nhá. Top 500 song Rolling Stone. Anh em cứ nghe hết cái đống coi như là trong đấy đi thôi, là thật với anh em luôn là anh em. Chùm nhạc luôn. Ở xe nó. Anh biết rồi. Theo luôn nha anh, cẩn thận bị lỗ á. Ok. Top 500 song của Rolling Stone, tạp chí Rolling Stone. Đứng đầu là bài, nếu tôi không nhầm, đứng đầu vẫn là bài đứng đầu vẫn là bài của The Beatles. Quên mất tên nhỉ? Mẹ lâu rồi không nghe, quên. Đầu óc tôi nhiều khi nó cứ quên những cái chi tiết. Bài thứ hai là bài Satisfaction, hoặc là một cái tên khác là I Can't Get No. Không, không phải Let It Be. Let It Be chỉ xếp khoảng tầm thứ, nếu tôi không nhầm là Hey Jude là thứ 8, Let It Be là thứ 9 hoặc thứ 10 gì đấy, không nhớ. Chiến thuật của chúng ta ván này là như nào mèo? Chúng ta sang cầu trước đúng không? Mèo đang try hard rồi. Đang try hard, tập trung 100%. Chắc tắt mic try hard rồi. Ở với bé dạ cho nhẹ nhàng âm nghe. Ừ được rồi, em cứ thế thì em cứ thoải mái đi, tập trung thôi. Để đừng để cái giọng anh nó át đi cái tiếng súng, cứ vặn nhỏ vào. Anh ngồi đây anh chỉ tán phét với cả các anh em thôi mà. Đúng rồi. Bài đầu tiên là Liar Rolling Stone. Sorry anh em, tôi nhầm là bài của Beatles. Liar Rolling Stone. Bài là bài không phải của The Beatles. Nói chung là bài Liar, I Liar Rolling Stone thì anh em nghe thì anh em sẽ hơi khó nghe một tí nếu mà ngay lúc đầu anh em tiếp cận vào mấy cái nhạc cổ như thế, bởi vì là nghe nó hơi có chút mỉa mai. Cái âm điệu nó hơi có chút mỉa mai. Like a Rolling Stone. Đương nhiên rồi, Bob Dylan thì với những anh em nào mà hay nghe nhạc nó hơi cổ điển một chút thì đều biết đến tên rồi, nhưng mà với em nào mà không quen thì nghe bài đấy sẽ cảm thấy nó hơi lạc lõng vì ngôn từ của nó hơi khiêu khích. Đó, ok. Ngồi á. Anh ngồi đây.
Ok. Ok. Rồi, tôi với mèo đã một cái vị trí khá là ok ở ngay giữa bo. Như vậy là kế hoạch ván này của mèo đó là vào giữa và bo thủ, cố gắng thủ trong này. Anh điểm lại vũ khí nhá, mèo nhà anh có M16 với 90 viên đạn và thôm sơn với 240 viên. Đấy. Và anh nó biển cả mẹ luôn. Trời ơi. M16 nên để auto hay single em? Dạ, xin thôi. Cái đó để bắn xa á. À, ừ, anh biết rồi. Khẩu này bắn xa đấy, anh biết rồi. Băng đạn đây. Băng đạn với cả flash hider đây. Thời tiết này nó dễ bị viêm họng cảm lạnh nhé, em cố gắng giữ sức khỏe. Rồi tôi mới ốm bạc một trận vậy luôn. Thế à? Dạ kiểu ho rồi kẻ rồi sốt rồi á. Rồi Ừ. bạc trận. Ốm có bị buồn nôn không? Dạ không. Ok rồi. Thời tiết này rất là dễ ốm, tôi khuyên luôn cả anh em luôn và các chị em ở đây luôn, đó là nó thời tiết nó sáng nắng chiều mưa, tức là có hôm thì trời nó lại buổi sáng sớm thì trời nó hơi lạnh nhưng mà đến ban ngày nó lại nắng. Thành ra chúng ta trong một ngày nó thay đổi cái thời tiết rất là theo một cái biên độ rất là rộng. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên giữ ấm cơ thể vào buổi sáng sớm và đến trưa thì cũng đừng ở cái đừng đừng để mình bị nóng quá. Nó sẽ dẫn đến viêm họng hoặc là bị những cái cảm nắng cảm sốt khác. Bây giờ nhá mèo nhá, khi nào anh họ bất kỳ khi nào anh chuẩn bị bắn anh sẽ đều hỏi em là có bắn được không. Đấy, em ok chẳng hạn thì anh mới bắn, còn nếu không là anh sẽ khóa mõm súng của anh ở đây để không lộ vị trí của team mình ra. Ok. Kệ họ đi. Ừ. Ông này chắc giỏi văn lắm. Ngày xưa em học có học trường chuyên hay là lớp chuyên gì không mèo? Dạ bé có. Đấy, dồi ôi, chuyên gì? Vậy nhưng mà chuyên chuyên mấy môn mình học cô không à? Thí dụ. Hồi đó chuyên lý hóa rồi á. Ủa, chuyên lý chuyên hóa? Dạ nhưng Vãi. mà về bé không có. Để bé học môn về môn đó nhưng mà cô nó chuyên mà. Ừ.
Em thấy không? Mèo chuyên lý chuyên hóa. Chuyên chuyên sinh. sinh chuyên lý Chuyên sinh chuyên chuyên sinh lý. lý À rồi, chuyên sinh chuyên lý. Ok. Đấy, bọn chúng nó bắt đầu bắn nhau. Thanh niên Die Cute Never Die trước giết mình đấy em ạ. Anh nhớ lắm, ván trước giết chúng ta đấy. Trả thù đi. Trời ơi anh, người ta kêu sao? Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Đúng rồi. Đó. Chúng ta bắt đầu giết nhau rồi ạ. Đâu, tắt mic đâu, vẫn đang nói chuyện bình thường mèo mà. Bò đầu nhỏ rồi đấy, 34 người còn sống. Nhân viên ta Em cứ thoải mái, chiến thuật nào anh cũng chơi hết. Sao không rủ Đạt? Đây là giải đấu duo, một nam một nữ. Đạt phải con gái đéo đâu mà rủ nó. Sao biết phay này rồi? Hy vọng là nó sẽ vào bo vào chỗ bọn tôi. Muốn tua lắm mà không tua được cái chứ. Tua được thì tua ngay. Đó. Đi luôn ạ. À. Rồi. Go 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 go. Ôi trời ơi. Mà mới lúc đã và nhau không có anh nằm nhé. Đấy.
này cho nó an toàn. Anh em mình giống mình ăn trộm không? Cứ ngồi rình 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 rình. Thế thôi, mấy giờ mà phải giao tranh, mệt. Cứ thế này thôi. Anh không có ngắm nghiếc gì đâu nhé, nên là phụ thuộc tất cả Dạ, vào em đấy. trước cửa nhà mình chưa? Ô, trước cửa nhà mình có à? Ô, khổ đời tôi nó cô liêu lắm. anh bỏ bỏ ra được cái nào mất kia. Xếp game thôi. Đây rồi đấy. Ấy ôi, thật được sai mũi thật đấy, cho bom vào đây. Thảo Hưng Nguyễn à, và lại xuất hiện Thảo Hưng Nguyễn rồi. Anh vẫn còn nhớ. Điểm may rồi em ạ. Ngay gần thôi. Dồi ôi, knock out rồi. Ui dồi ôi, toàn đầu thôi. Hay quá. Mày nhìn đi ạ. Đi ăn, đi ăn, đi ăn. Theo bé nào. Anh thấy người ăn nhầm, ăn bán được, ăn thức lại. Ăn bán Ok. thức lại, ăn thức lại. Có người chạy cạnh mình á. Nó một, còn một nữa. Ôi, nó bắn rồi, chạy đi rồi, anh sẽ vị trí phù hộ cho em. Cố lên. Rồi, tôi chết rồi. Bắt đầu phù hộ anh em ơi. Giơ hai chân hai tay lên. Yên lặng cho. Đấy. Ngon. Rồi, tôi vừa mút rồi. Thì chúng ta có thể bình luận cho thoải mái.
Giờ hai tân hai chân hai tay đây anh em ơi, quả cầu kinh khi luôn. Hay. Con đeo mo vào mặt, con đeo mo vào mặt, con đeo mo vào mặt. Ui, tôi bỏ mẹ rồi. Cố lên em ơi, cố lên đi mèo ơi. Nãy giờ tôi đã tắt mic rồi nè, chúng ta nói sẽ không ảnh hưởng gì đến mèo cả. Ôi dồi ôi, tôi xong rồi. Khó quá, khó quá. Ôi dồi ôi. Dead. Khó quá em ạ. Cái quả đấy ở giữa làn danh của nhiều đứa quá đúng không? Dạ. Đang khó trốn. Giơ cả chim lên nhưng vẫn không được. Top 10. Rồi, chúng ta còn ván cuối cùng thôi. Khổ. Gái có người yêu rồi. À đây rồi, start matchmaking rồi, cứ nó đợi đúng 9 giờ rồi mới start là bố tiên sư. Đủ người thì sơ tát đi, lại còn phải đợi đến đúng 9 giờ. Chịu đi. Rồi. Bạn này nghiêm túc trái hát không nói gì anh em nhá. Không tâm sự, không giải đáp, không tán tỉnh, không chim chuột, không va vẩn. Đấy. Đấy. Nghiêm túc. Ố, nó đứng luôn rồi anh ơi. Ừ. Xạo thật. Đang chạy mà. Tại sao giải đấu người ta lại cứ thích để góc nhìn thứ nhất mà người ta không làm góc nhìn thứ ba? À, tại vì góc nhìn thứ nhất là kiểu đòi hỏi kỹ năng cao lắm á. À, thế à? Còn góc nhìn kia lâu lâu mình nhìn được luôn. Mình nhìn được rất là đặc luôn. Kiểu mình chỉ cần quan sát là chủ yếu à. Mình không biết sao lên mũi sao lên. Vô vô game chưa anh? Rồi. Bắt đầu bay rồi. Tôi vô được. Không sai em ạ. Anh sẽ đợi đến cuối đấy. Đây là một cái sự đột phá của ván này của mình đấy. Nó có một sự thay đổi như này là anh thấy là nó khác bọt rồi đây này. Mèo bị ao không vào rồi các bạn, thêm bỏ mẹ rồi, thế này thì một mình tôi rồi. Thử thoát ra xong rồi vào lại xem có vào được trận không em. Thật lên rồi. Tự lực cánh sinh cơ mơ nơ rơ. Vô lên coi nhá. Đấy anh em chửi chửi bọn lỗ xanh, bọn mất dạy. Ồ không đủ anh ơi. Đẹp.
khôn khô khôn nan đến bây giờ thì thế nào? Trời ơi, em xem giờ stream của anh chỉ đạo anh đi, còn thế nào bây giờ nữa? Đời tôi nó cô liêu. Mèo đã chính thức. Khốn nạn. Trời ơi. Anh em giơ tay giơ chân giơ chim lên quả cầu kinh khi đi còn đéo nữa. Yên của bảo tâm đi. Đau lấy quá. Quả cầu canh khi đi anh em ơi. Khốn nạn khốn khổ. Mèo ơi bây giờ anh phải làm sao? Lần đầu tiên anh phải tự lực cánh sinh như này. Lên máy bay rồi là kết nối lại nó đổ nữa. Lên máy bay rồi là không kết nối lại nữa à? Sao khó lái thế? Ôi chết rồi! Con đạn! Xin lỗi anh, xin lỗi mọi người nha. Không sao em ạ. Khổ. Không sao em ạ. Anh đã, bây giờ anh vừa mới đi theo em. Khổ. Hack kết thúc. Thôi mèo ạ, không có vấn đề gì em ạ. Hơi đen. Ván cuối em không vào được, thôi không sao. Thôi, lần sau chúng ta có dịp thì chúng ta lại làm lại vậy. Khổ thân mèo. Anh em an ủi mèo đi. Anh em an ủi mèo đi. Mèo. À từ từ mình xem cái cảnh tôi bị thằng kia nó bắn như thế nào. Thử xem pha lao xe của tôi. Đây. Nó đang cùng với đứa bạn đang lút đồ, đang chia đồ cho nhau. Đấy. Đột ngột nghe thấy tiếng xe máy phi đến. Không sao mèo ạ, thôi bây giờ em đi ăn đi nhá. Đi ăn nghỉ ngơi đi. Khổ. Em xin lỗi anh, xin lỗi. Không phải xin lỗi, xin lỗi cái gì? Không phải xin lỗi nhá. Đức đâu rồi, đến an ủi người yêu ngay. Khổ. Anh em an ủi mèo. Khổ. Đấy anh em chửi bọn lỗ xanh đi. Anh em nào có account Steam, anh em lên Steam, anh em vào con PUBG, anh em review đánh giá cho tôi. This game is very new kid. Đấy, làm cho một tuyển thủ. Hôm nay đã bắn từ đầu tới cuối nát rồi, trong game cuối lại vậy ấy. Đức đâu rồi? Thôi em ạ, không có vấn đề gì nhá.
đi ăn uống đi xong rồi nghỉ ngơi rồi lại ngày mai lại tươi sáng, tôi không có vấn đề gì cả. Đấy. Thôi. Đây là thôi cứ coi như chúng ta top 1 trong lòng người hâm mộ. Không vấn đề gì. Đấy, có mèo bắn vừa rồi là top 1 rồi đấy. Thôi nhá. Anh Đức đâu rồi, đến nhanh lên nhá. Rồi, ok. Rồi, thì đi nghỉ đi em ạ. Nhá. Rồi, không có vấn đề gì cả, không có lỗi lầm gì cả. Em mà phải xin lỗi anh, phải xin lỗi nãy giờ mấy trăm lần. Thôi, rất là cảm ơn anh em đã theo dõi, anh em sang kênh của Mèo An ủi Mèo giúp tôi. Tôi off đây. Tôi đi ăn tí có mệt lả người rồi. Anh em sang kênh Mèo An ủi Mèo đi. Dạ, em chào Ừ, chào anh. em.